xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng bờ đủ. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh. Ngã thương cho đời không phải sắc đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tòa ngã thương y đức một đời, có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng bờ đủ. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Sắc đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tòa ngã thương y đức một đời, có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng bờ lũ. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Cho tôi hát lời bài ca hạnh phúc, xin cảm ơn người chiến sĩ ngành y, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa cuộc đời, những ngọn đuốc tiên phong chống dịch, những bông hoa nở giữa. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị để kiện toàn ban chỉ đạo và bàn phương án phòng chống dịch trong tình hình mới. Thực hiện chỉ thị số 16 tại phường Hải Lĩnh, phong tỏa tạm thời một cụm dân cư của tổ dân phố Nổ Sắp 2, phường Nguyên Bình, theo nguyên tắc của chỉ thị số 16, áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc của chỉ thị số 15 đối với các tổ dân phố Sơn Thắng, Vạn Thắng 2 và Thành Công thuộc phường Nguyên Bình để phòng chống dịch COVID-19. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Nghi Sơn trong tháng 8 năm 2011
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 1 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị để kiện toàn Ban Chỉ đạo và bàn phương án phòng chống dịch trong tình hình mới. Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã. Với phương châm quyết liệt, khẩn trương, không lơ là, không chủ quan, không mất cảnh giác, siết chặt kỷ luật, kỷ cương để thống nhất các nội dung, kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Tất cả vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân. Thị xã Nghi Sơn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cấp thị xã. Theo đó, Ban Chỉ đạo có 32 đồng chí, do đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã làm Phó Trưởng Ban Thường trực. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy. Và đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy và lãnh đạo các ngành đoàn thể liên quan. Cùng với đó, 5 tiểu ban cũng được thành lập để phụ trách các mảng nhiệm vụ cụ thể, gồm tiểu ban huy động xã hội hóa các nguồn lực, tiểu ban an sinh xã hội, việc làm, đảm bảo lương thực thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu, tiểu ban an ninh trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly, tiểu ban thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, tiểu ban xét nghiệm, điều trị người bệnh, tiêm vaccine. Thường trực Ban Chỉ đạo cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo thị xã, các thành viên Ban Chỉ đạo, phụ trách các tiểu ban và theo dõi chỉ đạo các xã phường. Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Thị ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy và thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã đã đóng góp những nội dung bổ sung các nhiệm vụ giải pháp triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, công tác phòng chống dịch trên địa bàn thị xã cần tiếp tục nâng mức cảnh báo dịch lên cấp độ cao nhất với phương châm không lơ là, không chủ quan, chủ động trong mọi tình huống, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhất là khuyến cáo 5K, nâng cao ý thức tự giác của nhân dân trong công tác phòng chống dịch. Cần bổ sung số điện thoại đường dây nóng của đồng chí trưởng tiểu ban thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời định hướng tư tưởng dư luận, tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Bên cạnh đó, cũng cần sớm ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã, đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo, các ngành, đoàn thể, các xã phường triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Cái thứ nhất là đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, nhưng mà thường xuyên báo cáo, trao đổi với thường trực Ban Chỉ đạo để chúng ta thống nhất xử lý, giải quyết đối với các nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực phức tạp. Đấy, để chúng ta quyết định các vấn đề thuộc cái nhiệm vụ phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo một cách chính xác, kịp thời. Đấy, thứ hai là các cái tiểu ban được thành lập. Đấy, thì đề nghị các đồng chí trưởng tiểu ban, đấy, các đồng chí phải khẩn trương hoặc phải phân công nhiệm vụ, và trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các tiểu ban, đấy, đồng chí xây dựng các cái kế hoạch, các kịch bản của cái tiểu ban mình, và trên cơ sở cái kế hoạch của các tiểu ban, đấy, thì đề nghị chỗ tổ chức việc các đồng chí phải tham mưu để xây dựng cái kế hoạch, cái kịch bản chung của Ban Chỉ đạo. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đấy, cái quan trọng nhất là ngay lo ngay đã làm tốt rồi, đấy, mà từ
giờ trở đi là các đồng chí phải bám cơ sở. Đấy, để chúng ta trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch ở các xã phường. Và đề nghị các đồng chí thường vụ phụ trách cũng các đồng chí thường xuyên quan tâm, trao đổi, đôn đốc nhắc nhở để các đồng chí thành viên ban chỉ đạo mở rộng chỉ đạo, mở rộng chỉ đạo ở cái vụ của mình. Cái thứ hai là quản lý các đối tượng cách ly tại nhà. Báo cáo chỉ là riêng cái nhiệm vụ này là phải hết sức cẩn trọng và nghiêm ngặt, liên quan đến là công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phòng chống dịch. Tuyên truyền đấy, báo cáo chỉ thì đấy tiếp tục là người ở vùng dịch không vay, rồi bà con thực hiện 5K, qua chỉ đạo và các tiểu ban cũng sẽ thực hiện. Rồi thực hiện những công tác thông tin truyền thông đấy, và báo cáo kịp thời đúng quy định. Đề nghị với ủy ban nhân dân đấy, các đồng chí chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến công tác phòng chống dịch. Sau khi được sự thống nhất quyết định của ban chỉ đạo và thường trực ban chỉ đạo để đi tiêm vaccine lần năm, đấy thì đề nghị các đồng chí là chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc theo quy định của ngành y tế. Các đối tượng ưu tiên và các trường hợp diện tiêm. Thưa quý vị và các bạn, chiều 1 tháng 9, Thường trực Thị ủy Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, khai mạc và chủ trì hội nghị. Tháng 8 vừa qua, tình hình trên toàn thị xã gặp một số thuận lợi, song cũng không ít khó khăn. Trong đó, phải kể đến sự thống nhất trong đường lối lãnh chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng tại các huyện giáp danh và ngay trên địa bàn thị xã đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các xã phường. Tuy nhiên, với sự tập trung lãnh chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, các ban xây dựng Đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên đã có nhiều đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thị xã Nghi Sơn. Nổi bật là tập trung chỉ đạo đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, chăm sóc bảo vệ cây trồng vụ mùa, vụ hè thu và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, chỉ đạo và giám sát việc thu ngân sách, tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa xã hội chào mừng 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tăng cường việc chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định và kết luận của Đảng đến từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Bên cạnh việc phối hợp đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ chung của toàn thị xã, mỗi phòng ban của Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể theo chuyên môn. Tại hội nghị, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và các đoàn thể đã tập trung thảo luận trên từng lĩnh vực, từ đó đề xuất những giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ còn lại trong tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn nhấn mạnh, từ những kết quả đạt được, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị vào cuộc một cách quyết liệt trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, nắm chắc, bám sát cơ sở và chỉ đạo sát sao từng địa bàn được phụ trách. Các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể căn cứ vào chương trình công tác trong năm của Thường trực Thị ủy để ra soát, xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong tháng 9 cũng như 3 tháng còn lại năm 2021. Đẩy mạnh lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và hệ thống chính trị vững mạnh. Tăng cường chỉ đạo cơ sở nắm tình hình, dư luận trong nhân dân để tuyên truyền, vận động một cách kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước. Nhất là trước tình hình dịch bệnh COVID-19, không hoang mang, tin tưởng vào sự lãnh đạo quyết liệt
của cấp ủy chính quyền từ thị xã đến các xã phường, chỉ đạo các xã phường rà soát công dân của thị xã có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh phía Nam để lập danh sách hỗ trợ, triển khai nghị quyết số 68 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, quan tâm đến công tác phát triển đảng, nhất là đối tượng đảng viên trẻ, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chỉ đạo tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 theo tình hình chung, tăng cường sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ban xây dựng đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, góp phần cùng toàn thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 3 tháng cuối năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn vừa xuất hiện thêm các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp lực, thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, truy vết thần tốc các trường hợp có liên quan, thực hiện cách ly và phong tỏa các khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Theo đó, từ chiều ngày 1 tháng 9 đến ngày 2 tháng 9 năm 2021, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5 trường hợp là F1 của bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh, chuyển thành F0 trong khu cách ly, và 3 trường hợp có địa chỉ tại phường Nguyên Bình, 2 trường hợp tại tổ dân phố Nổ Giáp 2 và tại phường Hải Lĩnh. Tất cả 8 trường hợp dương tính đều liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Hợp lực, thành phố Thanh Hóa. Ngay sau khi nhận được thông tin từ các trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm dương tính, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, các ngành đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp khẩn cấp, quyết liệt, đưa các F0 đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, đưa F1 đi cách ly tập trung theo quy định và truy vết lập danh sách F2, thực hiện cách ly nghiêm ngặt tại nhà, thực hiện việc phun hóa chất tiêu độc khử trùng nhà của bệnh nhân và các khu vực liên quan. Phong tỏa tạm thời phường Hải Lĩnh gồm 7 tổ dân phố, 1.757 hộ và 6.957 khẩu là khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tiến hành phong tỏa tạm thời cụm dân cư của tổ dân phố Nổ Giáp 2, phường Nguyên Bình với 383 hộ, 1.417 nhân khẩu theo Chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch theo Chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các tổ dân phố Sơn Thắng, Thành Công, Vạn Thắng 2 của phường Nguyên Bình. Ngay trong ngày 2 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, Công ty giấy Anura thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, truy vết các trường hợp F1, F2, thực hiện việc cách ly theo quy định, đồng thời chỉ đạo ngành y tế thực hiện test nhanh COVID-19 cho toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Anura Việt Nam đóng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Việc thực hiện test nhanh đảm bảo giãn cách, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng qua truyền thanh để người dân cùng chung tay phòng chống dịch. Nhất là việc thực hiện thông điệp 5T, chống dịch trong giai đoạn mới, gồm tuân thủ 5K, test COVID-19, tiêm chủng, thực phẩm đủ, thầy, thuốc đến tận nhà. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn yêu cầu tất cả các xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, tiếp xúc thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2 và lập danh sách theo dõi F3 theo quy định. Tổ chức test nhanh kháng nguyên cho tất cả các đối tượng trên địa bàn phường Hải Lĩnh và phường Nguyên Bình, Công ty giấy Anora, các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời tăng cường truyền thông cho toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thị xã biết để tự giác khai báo y tế tại trạm y tế các xã phường, phát giác báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch, Tổ giám sát COVID-19 để áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Với những giải pháp quyết liệt, khẩn trương, quyết liệt, thần tốc, thị xã Nghi Sơn đang nỗ lực phòng chống dịch nhanh nhất, cắt đứt nguồn lây bệnh từ Bệnh viện Đa khoa Hợp lực, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 30 tháng 8,
đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã, làm trưởng đoàn, đã đi thăm tặng quà Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch các xã phường, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã. Theo đó, đoàn đã đến thăm tặng quà với tổng số tiền 130 triệu đồng cho các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của phường Hải Lĩnh, xã Thanh Sơn, chốt kiểm soát dịch quốc lộ 1A và quốc lộ 1A cũ xã Trường Lâm, chốt kiểm soát dịch đường 513 xã Hải Hà, chốt kiểm soát dịch đường 525 xã Thanh Sơn, chốt kiểm soát tại đường Nghi Sơn Bãi Trành, xã Phú Sơn, chốt kiểm soát dịch đường Thọ Xuân Nghi Sơn, xã Cát Sơn, khu cách ly tập trung Thanh Còi, khu cách ly tập trung trên địa bàn xã Hải Nhân. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã đã động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch tiếp tục phát huy cao độ, tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kiểm soát tốt người ra vào địa bàn thị xã. Các trường hợp đang cách ly tại các khu cách ly tập trung, đồng thời phải thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, nhất là việc đeo khẩu trang, qua đó cùng với thị xã sớm đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều 31 tháng 8, cán bộ, giảng viên, Trung tâm Chính trị thị xã Nghi Sơn do đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, Thường vụ phụ trách xã Hải Yến, phường Nguyên Bình, xã Hải Nhân, làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà bằng hiện vật bao gồm nước sát khuẩn, khẩu trang N95 và một số đồ dùng thiết yếu cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn các xã phường Hải Yến, Hải Nhân, Nguyên Bình và xã Thanh Sơn. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch, các xã phường Hải Yến, Hải Nhân, Nguyên Bình và xã Thanh Sơn đã triển khai thành lập 8 chốt kiểm soát, trong đó xã Hải Yến thành lập 1 chốt, phường Nguyên Bình 3 chốt, xã Hải Nhân 2 chốt, xã Thanh Sơn 2 chốt. Mỗi chốt chia thành 3 ca trực, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn để nhắc nhở yêu cầu người chủ phương tiện thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Xử lý nghiêm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật. Tại các chốt đến thăm tặng quà, đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã cùng các thành viên trong đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên tinh thần và chia sẻ những khó khăn vất vả mà cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trực chốt, đồng thời mong muốn các cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch, giữ gìn sức khỏe, bảo vệ an toàn cho bản thân để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong dịp này, thì đoàn Nghi Sơn tổ chức thăm và trao quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại 4 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn 4 xã Phú Sơn, Cát Sơn, Thanh Sơn và Thanh Thủy. Tham dự trao quà có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã, đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn. Tại 4 chốt kiểm soát dịch, thì đoàn Nghi Sơn đã trao các nhu yếu phẩm thiết yếu gồm sữa, bánh, nước uống cho các lực lượng làm nhiệm vụ, trong đó trao cho 3 chốt kiểm soát dịch của thị xã mỗi chốt 1 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa của tuổi trẻ thị xã Nghi Sơn, kịp thời động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, cố gắng khắc phục khó khăn, nâng cao trách nhiệm kiểm soát người vào địa bàn để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại phường Tĩnh Hải và thôn Bắc Yến, xã Hải Yến. Theo đó, trong đợt này, 2.060 hộ dân tại 4 tổ dân phố trên địa bàn phường Tĩnh Hải và hơn 200 hộ dân tại thôn Bắc Yến, xã Hải Yến được phun 60 lít hóa chất tiêu độc khử trùng. Đồng thời, cán bộ trung tâm y tế hướng dẫn và cùng với người dân xử lý các vật dụng chứa nước đọng để diệt lăng quăng, bọ gậy,
nguồn gây bệnh sốt xuất huyết. Việc phun hóa chất khử khuẩn sẽ góp phần tiêu độc khử trùng tại các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người, tại các hộ gia đình trên địa bàn phường, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 8 năm 2021, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, 2 người bị thương. Để nâng cao nhận thức và hạn chế tới mức thấp nhất các vi phạm và tai nạn giao thông, đội cảnh sát giao thông công an thị xã đã tăng cường công tác tuyên truyền luật giao thông qua hệ thống đài truyền thanh truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã và trên xe chuyên dụng của đội cảnh sát giao thông công an thị xã về các hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức tuyên truyền, yêu cầu các chủ hộ kinh doanh chấp hành các quy định về trật tự công cộng, không bày bán hàng hóa ở lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Bên cạnh công tác tuyên truyền, đội cảnh sát giao thông công an thị xã cũng cương quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm và cũng là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, xe không có gương chiếu hậu, người điều khiển phương tiện chưa đủ 16 đến 18 tuổi, xe quá khổ quá tải, vi phạm kích thước thành thùng. Qua công tác tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông công an thị xã phát hiện 1.211 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tước giấy phép lái xe 13 trường hợp, tước phù hiệu 7 trường hợp, tước kiểm định 14 trường hợp, tạm giữ phương tiện 31 trường hợp, nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền 560 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 18/2021/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 12 mục 2 nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng hỗ trợ được quy định rõ là người lao động theo quy định tại khoản 1 điều 3 luật làm việc, không có giao kết hợp đồng lao động tự do, làm việc và cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh, không thuộc các trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp ưu đãi hàng tháng, làm một trong các công việc sau. A. Thu gom rác, phế liệu, không có địa điểm cố định. B. Bốc vác, vận chuyển hàng hóa. C. Lái xe mô tô hai bánh chở khách, xe ôm truyền thống và xe công nghệ, xe xích lô chở khách. D. Đánh giày, thợ xây, phụ hồ, giúp việc gia đình theo giờ, theo ngày, không có địa điểm cố định. E. Bán lẻ vé số lưu động. F. Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định. G. Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong các lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, cơ sở làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, cơ sở dịch vụ cung cấp dịch vụ không thiết yếu. Ngoài các đối tượng này, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các đối tượng khác cần hỗ trợ, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã chủ động sử dụng ngân sách của địa phương để hỗ trợ cho các đối tượng. Trường hợp vượt quá khả năng thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Điều kiện hỗ trợ được quy định, người lao động thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều này được xem xét hỗ trợ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: bị mất việc làm, không có thu nhập, gặp khó khăn do ở trong các khu vực bị phong tỏa, cách ly hoặc phải tạm dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã để phòng chống dịch COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Với mức hỗ trợ, mỗi người chỉ được hỗ trợ một lần với mức 50.000 đồng trên người, trên ngày. Căn cứ theo thời gian thực tế, tạm dừng hoạt động, bị mất việc làm nhưng không quá 1.500.000 đồng trên người, trên lần hỗ trợ. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo theo quy định.
Quyết định cũng nêu rõ trình tự thủ tục thực hiện và hồ sơ đảm bảo điều kiện hỗ trợ, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập hội đồng xét duyệt các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ, yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố chủ trì tổ chức triển khai thực hiện, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách trên địa bàn, yêu cầu hoàn thành việc hỗ trợ chính sách cho người lao động xong trước ngày 31 tháng 1 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang, y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.